Rồi, hello, chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cập nhật một cái thông tin rất là hot. Và thông tin này là chính xác 100% nha. Nên là mình sẽ đưa đến cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua kênh YouTube của mình. Và các bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình thì các bạn nhớ bấm like đăng ký kênh của mình để được theo dõi và cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Yamaha nha các bạn. Và hôm nay mình cập nhật một cái thông tin là vào ngày mùng 5 tháng 9 thì Yamaha Motor Việt Nam sẽ chính thức ra mắt phiên bản forking, cũng nghĩa là sẽ ra mắt 4 siêu phẩm mới. Và cái 4 màu sắc này nó có những cái đôi nét giống y với 4 cái màu sắc mà đã ra mắt đối với các phiên bản trước đây của 150 nha các bạn. Đó, nó sẽ là 4 phiên bản giới hạn nha các bạn. Thì các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình đây thì nó sẽ có 4 cái màu sắc đây. Và nó sẽ được ra mắt vào ngày mùng 5 tháng 9 nha. Và bây giờ các bạn sẽ cùng theo dõi lại cái đoạn intro này một lần nữa, rồi mình sẽ đi vào đánh giá chi tiết về cái 4 cái màu sắc này nha các bạn. Rồi, và như các bạn vừa theo dõi đoạn intro thì các bạn đã biết rằng là trong cái intro ngắn 1 phút này thì có rất nhiều những hình ảnh tranh vẽ nha, được rất nhiều những họa sĩ vẽ lên tường. Thì đây là một cái ám chỉ cho 4 cái màu sắc mới là forking, là 4 phiên bản giới hạn của Exciter 105 thì sẽ được ra mắt ngày mùng 5 tháng 9 nha các bạn. Và trong cái đoạn intro này thì các bạn đã nghe thấy cái tiếng máy của Exciter 105 thì cũng có rất nhiều những cái suy nghĩ của clip hôm qua mình đã nói á, thì sẽ có cái phiên bản mới. À, có thể là dùng chung cục máy, nhưng mà hiện tại cái thông tin mình xác thực được đây là chính xác 100% nhá. Mình đã gọi hỏi chính xác 100% nên là mình đã đưa lên đây cho tất cả các bạn có thể tham khảo. Rằng là vào ngày mùng 5 tháng 9 thì Yamaha sẽ chính thức cho ra mắt 4 cái màu sắc mới, là 4 cái màu sắc các bạn phải theo dõi thông qua màn hình ở đây. Thì nó sẽ tương tự như với phiên bản Exciter 150 forking trước đây, thì nó sẽ có phiên bản như là đỏ đen bạc này, đó, xanh bạc đen này, đó, như là đỏ cam bạc nhá, hay là phiên bản màu xanh rêu, xanh đen gì đó. Nói chung là 4 cái màu này nó sẽ lạ và nó tượng trưng như những cái mãnh hổ này, các bạn có thể thấy ở hình ở đây nhá. Và cái 4 cái màu này thì nó sẽ ra mắt vào ngày mùng 5 tháng 9. Đó, là đây là 4 cái màu sắc giới hạn của phiên bản Exciter 105. Thì như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình ở đây thì đây là 4 cái màu sắc của phiên bản forking, đó, phiên bản giới hạn của Exciter 150. Thì các bạn thấy là những cái phiên bản này nó đặc biệt và nó rất là đẹp trên phiên bản Exciter 150. Thì bây giờ nó đã không còn nữa, và còn nếu mà có rất là ít nha các bạn. Đó, thì 4 cái màu sắc này thì đến ngày 15 tháng 9 thì Exciter 105 thì sẽ được ra mắt 4 cái màu sắc tương tự như vậy nha các bạn. Nó sẽ có đôi nét giống như vậy và mình nghĩ nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, bởi vì nó được thiết kế trên một mẫu xe 155 chứ không phải là 150 nữa. Và đặc biệt là nó được phối rất nhiều những cái màu sắc và tạo nên một cái cảm giác thể thao. Và mình có hỏi bên cửa hàng rằng là phiên bản 155 này nó có được trang bị ABS hay không, thì mình nhận được câu trả lời là sẽ không nha các bạn. Có nghĩa là những cái phiên bản Exciter 155 này thì nó chỉ được nâng cấp về 4 cái màu tem thôi. Đó, thì sẽ được ra mắt 4 màu tem nhá. Thì mình chia sẻ với các bạn luôn, thì mình có gọi điện trực tiếp hỏi thì đã có thông tin rồi, và đã ra mắt, sẽ được ra mắt về 4 cái màu sắc mới. Đó, 4 màu sắc phiên bản giới hạn nha các bạn. Và không có ABS hay là không có thêm bất cứ một cái tính năng gì cả. Và sẽ có 4 cái màu sắc mới của phiên bản giới hạn này, và nó tương tự giống với phiên bản 150 nhé. Còn về màu sắc thì mình chưa biết gọi là như nào, mình chỉ có thể gọi nôm na như kiểu là phiên bản màu đỏ cam bạc, hay là phiên bản màu xanh bạc đen gì đó. Nói chung là đại loại là đã sẽ được phối rất nhiều màu và tạo nên một phiên bản hoàn toàn khác nha các bạn. Đó, thì cái đoạn intro đấy các bạn đã xem rồi, thì nó sẽ có rất nhiều màu này, được rất nhiều họa sĩ vẽ lên, cũng như là có tiếng máy của dòng xe Exciter 155. Thì các bạn cũng đã hiểu được rằng là cái ý nghĩa của cái tiếng máy đó là ám chỉ rằng phiên bản forking 4 cái màu sắc mới của Exciter 155 sẽ được ra mắt nha các bạn. Và như các bạn có thể theo dõi thông qua màn hình thì 4 cái màu sắc này là do Yamaha công bố nha. Và cái phiên bản Exciter 155 VVA phiên bản mới á, nó sẽ được trang bị giống những cái màu sắc như thế này. Đó, thì các bạn có thể thấy là 4 cái màu này nó tương tự, nó giống với lại phiên bản forking 150 nha. Ví dụ như là màu sắc đỏ này, đỏ bạc này, đỏ bạc, đỏ cam bạc này, đó, nó là giống hoàn toàn nha. Với lại màu xanh rêu, đó, màu xanh rêu cũng giống này. Với lại màu xanh kiểu như là xanh lá chuối nha các bạn. Và cái màu đầu tiên là như kiểu màu xanh lá chuối. Màu thứ hai là màu đỏ cam bạc. Còn màu thứ ba này như kiểu là màu xanh rêu hay xanh đen này nha các bạn. Đó, nói chung là 4 cái màu này mình nghĩ nó sẽ rất là đẹp và hầm hố. Và mình đặc biệt là mình ấn tượng với cái phiên bản màu đỏ cam bạc của 150. Nên là mình nghĩ là phiên bản 155 thì nó sẽ như vậy nha các bạn. Nó sẽ được trang bị một cái phiên bản đặc biệt
Và bốn cái màu sắc mới này mình nghĩ là nó sẽ rất là đẹp nha, bởi vì nó khoác lên mình một cái phiên bản giới hạn, cũng là được phối rất nhiều màu sắc. Nó không phải là một cái màu sắc như là màu màu xanh GP hay là màu đỏ đen, màu cam đen như trước đây nữa, mà nó sẽ có 3 4 màu sắc trên một chiếc xe. Thì các bạn có thể thấy thông qua màn hình thì ở đây là có bốn cái phiên bản forking của 150. Thì các bạn thấy là chiếc xe nào nó cũng đẹp, nó được phối rất là nhiều màu nhé. Ví dụ như cái dè nó được phối cái màu khác này, và cái tem xe cũng được thiết kế một cái màu khác, và đặc biệt là những cái mâm xe của phiên bản đỏ cam bạc này, các bạn thấy không? Nó là cái mâm màu cam này. Đó, mình nghĩ là bốn cái màu này nó sẽ rất là đẹp và hầm hố, và nó sẽ ra mắt vào ngày 5 tháng 9. Mình cũng chưa biết khi nào sẽ về đại lý nhá. Nói chung là mình sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới nhất, những cái hình ảnh của chiếc xe Exciter 55 sẽ được ra mắt vào ngày 5 tháng 9 để cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua kênh của mình nhé. Còn lại những hình ảnh các bạn có thể thấy không? Đây là phiên bản giới hạn của 150 thì nhìn nó rất là ngầu và đẹp rồi. Còn phiên bản 150 thì mình nghĩ nó sẽ ngầu và đẹp hơn. Nên là các bạn sẽ cùng chờ đợi cái phiên bản mới nha các bạn. Nên là các bạn nào mà xem kênh của mình, các bạn nhớ bấm like, đăng ký kênh để được theo dõi những cái clip mới nhất, và mình sẽ cố gắng cập nhật cái thông tin mới nhất và hình ảnh mới nhất để cho tất cả các bạn có thể tham khảo thông qua kênh YouTube của mình nha các bạn. City down with this.